Đề án hỗ trợ các hộ du canh du cư về tái định cư thuộc 4 làng căn cứ cách mạng Pleipong, Kinh Ping, Plei Chớ và Plei Hét ở xã Chư A Thai được huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai triển khai từ năm 2017 đến nay. Và tuy mới hoàn thành giai đoạn 1, nhưng đề án cũng đã giúp thay đổi nếp nghĩ, cách làm và thay đổi căn bản đời sống của bà con các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Về định cư tại nơi ở mới đã được vài năm nay, nhưng với những cư dân thuộc 4 làng cách mạng, cảm giác khi được sống đời sống mới vẫn hân hoan như ngày đầu. Được nhà nước đầu tư hạ tầng đồng bộ, đầy đủ từ điện chiếu sáng, đường giao thông, trường học, trạm y tế, được cấp đất sản xuất, được tập huấn kỹ thuật nuôi trồng, bà con chỉ lo tập trung làm ăn, phát triển kinh tế. Nhà nước coi như là hướng dẫn về kỹ thuật, rồi và hỗ trợ về cây mì và cây điều, thì thấy là bà con rất là phấn khởi, và vì là việc năng suất mì của được hỗ trợ là họ sẽ cao hơn và đời sống bà con sẽ phát triển hơn. Triển khai đề án hỗ trợ đồng bào định canh định cư, Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện đã huy động kinh phí khoảng 30 tỷ đồng và huy động hơn 28.000 ngày công của các đơn vị lực lượng vũ trang cùng các ban ngành đoàn thể. Kết quả, quá trình sắp xếp bố trí dân cư đã đưa hơn 260 hộ dân về sống cuộc sống định cư tại địa phương. Với nhiều hộ đồng bào, từ khi có cuộc sống ổn định, kinh tế đã phát triển hơn rất nhiều so với đời sống du canh du cư trước đây. Hồi trước thì rất là khó khăn, với lại không có đường bê tông trên nông thôn. Bây giờ thì Đảng và Nhất đã quan tâm và làm đường bê tông khắp mọi ngõ ngách của đoạn đường, với lại tạo điều kiện cho bà con làm cái điện đường thắp sáng trong thôn làng. Hỗ trợ cho bà con sắp xếp ổn định lại nhà cửa, bố trí đất ở và các cái điều kiện như là cơ sở hạ tầng phục vụ cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Thì hiện nay thì về cơ bản là nhà cửa của bà con đã được định canh định cư an khang và ở một cái môi trường sống rất là xanh sạch đẹp. Còn cái giai đoạn 2 thì chúng tôi đã hỗ trợ cho bà con phát triển sản xuất để nâng cao cái đời sống. Bằng nhiều nguồn hỗ trợ chính sách từ trung ương đến địa phương, chính quyền tỉnh Gia Lai đã chú trọng đầu tư vào phát triển kinh tế xã hội cho vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Bước đầu đã giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo.